Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại Thụy Điển. Đi làm về có tài xế đi rước nè mọi người ơi. Có nguyên một dàn đệ tử đi rước. Hey Sophia. Hey. Con chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống Thụy Điển. Trời ơi thuộc bài quá trời quá đất luôn à. Chào bà cô chú. Má. 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 Bà cô chú xem nè. Là gì vậy? Sophie vậy? Why definite? Đi Sophie school. À hôm nay anh mới ảnh nghỉ làm ở nhà, cái anh chở mấy đứa nhỏ đi vô trong thư viện á, cái bây giờ anh làm cho Sophia cái thẻ thư viện để đi vô trong đó kiếm sách đọc ha. Đi vô mới mà kiếm sách tiếng Việt Nam coi có không rồi dạy cho tụi con tiếng Việt Nam. Có luôn hả? Nè. Đi thuốc đồng hạ bệnh kìa nè. Ôi. Mượn trong nhà sách quá trời à, cuốn sách về luôn. Tối nay tha hồ mà đọc trước khi đi ngủ nè. Hồi sáng giờ đó anh Mít anh chở mấy đứa nhỏ đi chơi, đi vòng vòng mấy chỗ luôn, đi nhà sách nè, rồi đi vô trong trung tâm mua sắm, rồi đi vô trong IKEA ăn mua đồ nữa. Alice không có ngủ. Cả nhà tính đi đến cái chỗ sở thú này chơi nè. Mà tao nói giờ Alice ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Người ta đang ngủ mà cũng lo người ta đi. Trời ơi, đẻ con gái đáng đồng tiền quá à. Mở cửa ra cho mẹ đi ra luôn á hả. Trời ơi, yêu quá, yêu chị hai nhất luôn á. Mẹ. Mẹ cũng yêu chị hai, mẹ yêu chị hai, mẹ yêu em Julia với em Alice. Rồi anh Mít với lại Alice, Alice nó mới ngủ được có 5 phút rồi nó dậy luôn rồi. Trời ơi hai cha con kìa nằm giống như là đi bụi vậy đó. Chủ yếu là đi ra đây để cho mấy đứa nhỏ ra đi vô trong cái khu vui chơi này nè. À bên kia nó có mấy con thú ngày hôm nay. Hey, chít crocodile. Con cá sấu. Cháu. Cá sấu. Nè ông bà cô chú coi nè. Không có vợ rồi có làm nên công lên chuyện xuống gì không ta? Xong rồi chút xíu nữa là ta nói hả sắn quần lên đi kiếm á. À, mọi người biết cái đó là gì không? Nằm á, để trong túi quần á, rớt chuyên gia rớt đồ vậy đó, rồi mình phải đi phía sau để mình đi lượm đồ cho ảnh. Ôi ơi, chị nhỏ Alice chị nhát gan. Chị hai ẩm lên mà chị cứ ôi sợ té. Hổ báo lắm, dũng sĩ đồ này kia nữa mà hả? Ta nói nhát gan ơi là nhát gan luôn à. À mẹ không muốn ăn trái lê hả? Ừ. Con ăn đi. Mời mẹ ăn, mời bà cứ chú ăn. Con ăn đi. Ăn. Con ăn cái gì? Trái gì? Con ăn trái dâu. Trái dâu, dâu đâu mà dâu. Cái này là trái lê. Trái lê. À, ăn đi. Má mà đem theo cho con ăn đó. Mời mẹ ăn, mời bà cứ chú ăn. Con ăn đi. Có mời ba ăn không kìa? Mời ba ăn. Mời ba ăn nói tiếng Việt Nam ba có hiểu đâu. Hôn xài dạ xin nào bà xíu với ba ba với đưa hó. Con dê. Dê. À. Bè. Con dê nó kêu làm sao? À, con dê nó kêu bè hả? Con ngựa kêu làm sao? Con ngựa kêu làm sao? Đã kêu sao con ngựa? Con ngựa kêu vậy hả? Alice kêu sao? Alice kêu sao? Alice kêu he 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 vậy hả? Alice ăn trái lê không? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Cảm ơn. Mình đọc ở đâu đó có một câu nói rất là hay. Những đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, còn những đứa trẻ bất
hạnh á, thì sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chữa lành tuổi thơ bất hạnh. Thì đường đời rất là dài, ba mẹ không có biết chắc được á, là các con sẽ gặp những gì trong tương lai. Cho nên bây giờ có điều kiện thì ba mẹ sẽ dành hết tất cả những cái tình thương và thời gian, tất cả mọi thứ của ba mẹ đều dành cho các con, để sau này nếu như mà cuộc đời có vùi dập, không ai yêu thương các con đó, thì các con luôn hãy luôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn sẽ ở phía sau, sẵn sàng giang tay và ôm ấp lấy các con. Hôm nay là ngày đầu tuần á, cho nên cái chỗ này nó rất là vắng. Thường cuối tuần á thì đông dữ lắm, rất là nhiều con nít với lại người lớn. Thôi nhà mình tranh thủ có thời gian rảnh là cứ chạy ra đây cho tụi nhỏ chơi một chút xíu với vận động á, tại vì tụi nhỏ nhiều năng lượng quá. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nhà để chuẩn bị nấu đồ ăn tối. Từ hồi sáng tới bây giờ đó, hai bạn nhỏ này không có được coi YouTube, không có được coi iPad, cho nên bây giờ được coi Julia, nó nghe mẹ nói cái nó sẽ qua nó ngóng. Anh Út thì giỏi lắm, mùa hè là nhà mình sẽ giống như là tu sửa lại nhà cửa đó. Thì người Thụy Điển ở bên đây người ta quen rồi mọi người, cho nên chính vì vậy mà những cái nhà ở bên Thụy Điển rất là chắc chắn. Nhà nào nhà nấy có tuổi thọ khoảng tầm 50 đến 60 năm, 100 năm là bình thường mà vẫn còn rất là kiên cố. Một cái xô này bắt có 20 phút rồi mọi người, mà bắt được gần 7kg vẹm. Thì ngày hôm qua không có tối về rồi trễ quá cho nên mình không có nấu ăn kịp á. Cái mình để ở dưới tầng hầm á, nó lạnh lạnh á cho nên nó vẫn còn sống nha, nó không có chết. Mấy con này nó sống rất là dai. Thì bây giờ mỗi người chia nhau ra một công việc, anh Mít anh làm ở ngoài vườn rồi. Trời, cho mọi người xem như Sophia kìa. Trời ơi, coi giỏi dễ sợ không? Leo lên trên cái cầu thang á, giúp ba cạo mấy cái sơn. Rồi chị hạ chị ba đó thì coi nè, chị ba đang chùi cái đường ống. Sophia đang làm cái đó là cái máng xói á mọi người, cái máng xói để cho cái nước nó xuống. Rồi xong rồi khi mà nó chảy xuống thì nó chảy xuống cái ống đó, là Julia nó đang lau kìa. Trời ơi, đúng là mỗi người một tay một công việc à. Quá trời giỏi luôn. Cái con vẹm này nè thì mình tính đó là mình làm tính đủ thứ món hết trơn mà để coi có sức để làm hay là không á. Thì mình hỏi anh Mít, anh muốn cái vẹm hấp thái, anh rất là thích ăn cái con vẹm hấp thái, nó chua chua ngọt ngọt mà nó hơi cay cay á. Thì cái món đó mình làm được hai món luôn, vừa ăn cái đó mình chấm với lại cái nước chấm, còn cái nước á thì mình có thể mình ăn với bún cũng rất là ngon. Cái hàu thì chắc mình đem mình đi nướng phô mai á, tại vì cái kia nó đã là cái vị châu Á, nó hơi chua chua ngọt mặn cay rồi, thì nướng phô mai cái này cho nó béo béo cho nó ngon. Cái con vẹm này nè mọi người, nó nằm ở trên cái đá cho nên nó chỉ bám cái rong rêu thôi. Mình sẽ chà cái vỏ ở bên ngoài của nó bỏ đi cho nó sạch á, để lát hồi nữa mình luộc ăn cái nước á mình có thể mình dùng được luôn. Cái này thì không có cát nha mọi người, tại vì nó không có nằm ở dưới cát. Đây, ở bên Thụy Điển là người ta rửa chén bằng cái bàn chải như thế này, bàn chải rửa chén. Thì mình lấy cái bàn chải này nè, mình chà cho sạch cái con ghẹ. Vừa nấu ăn ở trong nhà mà có cái cửa sổ á, nhìn ra ngoài sân á, coi mấy cha con làm việc á cũng vui lắm. Con giúp ba bê về, con giúp mẹ. Giỏi quá chừng luôn. Chị hai rất là thích nấu ăn. Chị hai thấy mình đang nấu ăn ở trong này nè, các chị hai chạy vô liền cho em, nói thôi ba ơi em vui giá ngoài giúp ba được rồi. Con vô con giúp mẹ, chia nhau cho nó đều vậy mới công bằng. Đúng không chị hai? Dạ. Chị hai nấu xong rồi chút xíu nữa chị hai phải ăn nha. Dạ. Chị hai biết ăn con này không? Biết. Biết hả? Ok. Hai giỏi quá. Hai phụ giúp mẹ. Mới mốt cho chị hai đi làm đầu bếp nha. Là ra mốt. Ok. Ok luôn hả? Thích luôn hả? Con thích nấu ăn hả? Hay là con thích làm gì? Hồi bữa con nói là con muốn làm bác sĩ mà, doctor mà. Hay là mốt con làm YouTuber. Con quay YouTube. Nè, má mai giỡn nè. Mai mốt Sophia làm gì cũng được, miễn sao Sophia thấy vui là được rồi ha. Miễn sao con yêu con thích. Tôi với lại đi chốt. Sư đế rõ. Bây giờ thì con gái.
Bây giờ thì con ráng, con đi học ở trong trường con giỏi là được rồi. Con không cần giỏi lắm, con cứ học, miễn sao mà con học con nhớ, con áp dụng được vô thực tế được rồi. Chứ má mai con không cần mà con phải mà quá trời giỏi luôn, không có cần phải đặt gì nữa. Trời ơi, rửa đó hả mọi người biết không, rửa tới tận 10 nước nó mới sạch. Hóa ra là nãy Sophia nó rửa, nó có một cái con mà bị kiểu là cái giỏ thôi mà nó bao lại cát không á. Cái Sophia nó không biết, nó cầm lên nó cứ chà, nó bỏ vô, nó làm lúc mà mình rửa đó, mình hốt hốt từng đống gì mình rửa mình chà về đó. Cái mình thấy ủa sao cát nhiều quá à, xong bắt đầu mình mới rửa từng con lại thì mới phát hiện ra. Thì cuối cùng rửa 10 nước mới phát hiện ra, đây là nguyên một cái mâm. Mâm vẹm siêu to khổng lồ. Bây giờ thì mình sẽ làm món vẹm hấp thái, mình bắt đầu làm nè. Thì mình sẽ cho cái dầu vô rồi mình phi thơm cái tỏi, cà chua đã bằm. Cái chảo vẹm hấp thái đã xong rồi nè mọi người ơi, rất là ngon. Mời mọi người ra bàn cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Còn đây là tô bún vẹm, bún ốc vẹm. Mời em bà cô chú ăn đón với nhà con. Nấu nấu được 2 món rồi mọi người ơi, nấu hết nổi rồi. Nè cái đũa của Dương Giang nè. Ôi chị Hai làm nhanh như vậy, chị Hai gấp có 3 đũa cái hết cái tô mì rồi. Cái ớt ăn nó đã, cay thì là cay, nó đã. Anh dám cắt cái ớt ra, sợ mấy chị. Sophia nó chấm thêm cái ớt vô nè. Baby, I want to thèm bún từ bữa tới giờ. Chị Hai lấy ốc ăn thử đi con. Quang không có chơi quang bún nữa không? Nó mà lấy thêm bún nữa mà. Con đợi tao. Mama. Nó mà nghĩ là con nên. Mama có biết chút cho pha luôn á. Nó mà lấy thêm một cái dĩa nữa. Mama có biết chút cho pha luôn á, cái một tẻ. Sẵn ở đây mình nói cho quý vị khán giả mới mà có xem video hiểu rõ là Julia đó rất là khó ăn mấy cái món ăn mới như thế này nè. Thì Julia không có muốn thử đâu, cho nên nhà mình cũng không có ép Julia ăn nhiều. Papa, we are small cho mình. Ăn đi con. Ở bên Thụy Điển khi mà ăn hải sản như thế này nè thì người Tây họ rất là thích nướng thêm bánh mì rồi chét bơ lên ăn cùng, chấm vô trong cái nước sốt của con vẹm á. Cho nên mình không có lấy bún cho anh Mít ăn, mình chỉ nấu bún cho đủ mấy mẹ con mình ăn thôi. Rồi anh Mít anh ăn bánh mì, mà hóa ra mấy đứa nhỏ nó cũng rất là thích ăn bánh mì luôn. Con chấm vô trong cái nước sốt đó hả, hay là nó bị rớt xuống thấp và để rồi đó. Nó ngon ngon không ngon không. Bà lấy cái kéo. Bà clip bà đích được. Ui, đang start được rồi. Ôi ơi, ngon dữ vậy đó hả? Bên ta just go. Ôi ơi, chị Hai đi lấy thêm bún nữa. Chị Hai ăn thêm nữa. Chị Hai là mê mấy cái bún này lắm đúng không? Con ăn con thấy ngon không? Dạ. Con thích đồ ăn cho mẹ. À ha. Con thích đồ ăn của mẹ nấu à. Con ăn thêm vẹm nữa đi, nãy con chà quá trời luôn, con giỏi đó, bây giờ con ăn nha.
Nhòn quá Alice ha. Wow. Còn chị ba, chị ba có ăn không vậy? Chị ba ăn bánh mì không vậy? Chị ba ăn bánh mì, chị ba ăn thử cái bún đi. Cô em Alice ăn giỏi nè, em Alice với chị hai với ba ăn giỏi quá chừng luôn nè. Chị ba ăn thử nha, coi cái bún của mẹ nấu có ngon không nha. Sao? Ngon đúng không? Hồi nãy kêu thử đi không chịu thử. Xong bây giờ thử một đũa vô rồi gật gù. Alice húp luôn vậy đó hả Alice? Con ăn nữa, mama lấy thêm nữa cho Alice nha. Trời ơi đổ quá chừng luôn vậy đó. Không dám mà luộc cái bún nhiều, sợ là mấy đứa nhỏ nó không biết ăn sẽ bị tổ chát, ở nhà đâu ăn sập luôn. Nhà có 5 người mà 4 người rất là dễ ăn, cái món gì cũng ăn được hết trơn. Nó có duy nhất cái Julia, Julia nó rất là khó ăn luôn, nó giống ông nội lắm mọi người. Thì chỉ ăn những cái món nào mà mình biết thôi, còn những cái món lạ đó bị ép buộc lắm mới thử. Rồi nhiều khi thử xong rồi mới biết được cái món đó ngon thì ăn nhiều. Ngon quá mẹ ơi. Yo. Manta. Yo. Papa. Yo. No. So. Nico te va a decir. Ta, mamá. Okay, mamá Alex cũng là phải cùng với đều ha. Yo. Okay. Il faut qu'il n'y ait pas bon. On fait un peu ça. Pas de gâteau. Hai cha con dành nhau. Bà cô chú con đi ngủ. Bây giờ ba bạn nhỏ sẽ đi ngủ. Rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ gia đình nhà dịch. Xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú vào. Bye bye. Ông bà cô chú mà yêu thương gia đình nhà dịch á thì cho mình xin một like nha. Ai chưa đăng ký á thì nhớ bấm đăng ký và đừng quên bấm thêm cái chuông bên dưới để nhận được thông báo khi mà nhà dịch ra clip mới vào 7:30 tối nha. Bye bye ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại. Mi giáo ông bà cô chú đi.
Mà. Đã quá. Yêu. Yêu. Ông. Ông. Bà. Bà. Cô. Cô. Chú. Chú. Cho. Cho. Alice. Alice. Một. Một. Like. Like. Nha. Nha. Yêu. Yêu. Ông bà. Bà. Cô. Cô. Chú. Chú. Nhiều. Nhiều. Dạ. Mà. Alice ngủ rồi ông bà cô. Ủa. Alice nó ngủ rồi nha ông bà cô chú ơi, đừng có ai làm việc. Ủa.